Chào các bác nhá. Hôm nay em trân trọng giới thiệu với các bác một cái mẫu xe. Đây chính là mẫu xe này. Đấy, một lát em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết kỹ. Và em cũng giới thiệu thêm là nhà em chuyên kinh doanh ô tô cũ ở tại thành phố Hải Dương. Bác nào mà đang quan tâm đến những dòng xe ô tô cũ thì các bác vui lòng liên hệ cho em nhé, được biết thêm. Đấy, và các bác hãy nhớ là nhấn đăng ký kênh để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất nhà em đăng lên theo ngày tháng nhé. Đấy, khi các bác ấn đăng ký kênh rồi thì điện thoại báo về cho các bác ngay trên màn hình điện thoại, đúng không? Để được các bác theo dõi một cách chi tiết nhất. Và khi em đăng lên cái thì các bác sẽ nhận được mẫu video mới nhất của nhà em đăng lên luôn. Đấy, nhà em chuyên kinh doanh các loại ô tô cũ từ 100 triệu cho đến 500 triệu nhé. Đấy, 4 chỗ, 7 chỗ, rất là nhiều. Và đặc biệt là những dòng xe độc lạ như thế này, nhà em cũng rất hay thiết kế về để phục vụ bà con, phục vụ những người yêu thích. Đấy, bác nào quan tâm đến những dòng xe thì dòng xe như vậy thì các bác hãy liên hệ trực tiếp cho em nhé, để được biết thêm. Đấy, thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác xem một cái mẫu xe 7 chỗ số tự động. Đấy, một cái mẫu xe 7 chỗ số tự động nhé, 7 chỗ nhé, số tự động. Đấy, máy 1.8, dòng xe là của Haima Prema. Một cái mẫu xe 7 chỗ đáng để mua, đời thì rất là cao, mà đặc biệt là nhiên liệu ăn cũng khá là kinh tế, khá là tiết kiệm. Mà giá chỉ có hơn 200 triệu thôi. Giá chỉ có 240 triệu thôi nhé. Đấy, rất là ít, đúng không? Một chiếc xe chạy rất là lành, rất là tiết kiệm, rất là lành và rất là tiết kiệm luôn. Em sẽ mở tất cả 4 cánh nha, tí nữa sẽ quay cả phần nội ngoại thất cho các bác xem luôn. Nếu bác nào mà đang có nhu cầu mua những dòng xe 7 chỗ thì đây là một sự lựa chọn khá là tốt. Đấy, một sự lựa chọn khá là tuyệt vời cho các bác. Tất nhiên là mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau, đúng không? Không ai là giống ai cả. Có những người thì người ta thích dòng này, có những người thì thích dòng kia. Đấy, nhưng mà theo quan điểm của em thì cái dòng xe Haima này đấy, em cũng tiếp cận với lại cái dòng xe này nhiều. Thấy rằng là chạy nó cũng khá là lành và khá là tiết kiệm. Và đặc biệt là đồ đạc thay thế cũng khá là sẵn trên thị trường. Tất nhiên là nó không được sẵn bằng những dòng xe khác thôi, chứ còn thì nó cũng có rất là nhiều nhá. Mình gửi về đấy, rất là nhiều. Nhưng mà những cái dòng xe đời cao như này đấy, mà nó đẹp như thế này, thì những chiếc xe này các bác hoàn toàn yên tâm rằng là đi không lo về vấn đề là hỏng hóc sửa chữa. Các bác đi vài năm không lo lắng gì vấn đề sửa chữa nhá. Chất chiếc xe này các bác đi 5 năm không phải suy nghĩ gì. Đấy, em đang quay cho các bác cái vấn đề là đây là đang quay cho các bác xem xung quanh xe. Bây giờ hiện tại trời hơi nắng một chút, đúng không ạ? Quay cho các bác xem xung quanh xe một chút, tí nữa sẽ quay chi tiết cho các bác xem sau về cái nội thất của chiếc xe. Và quay cả phần máy chi tiết luôn cho các bác xem. Đấy, chiếc xe này giá tiền rất hợp lý luôn. Form dáng của xe rất là đẹp, đúng không ạ? Nội thất khá là sang trọng. Trang bị cả cửa lốc đoàn hoàng hết nhé. Đấy, túi khí thì rất là nhiều. Và có cả cửa lốc luôn. Máy động cơ 1.8 thôi, nhiên liệu ăn chỉ tầm khoảng dưới 10 lít trên 100 km thôi. Đấy, rất là ít. Các bác mua xe này về chạy dịch vụ cũng khá là tốt nhé. Đấy rồi. Đấy thì bây giờ em sẽ xin phép quay cho các bác xem một cách chi tiết hơn về chiếc xe này. Xe thì về hình thức thì còn tương đối là đẹp luôn. Sơn xi rất là bóng bẩy sạch sẽ. Biển số cũng rất là đẹp, biển 37A22269, đúng không ạ? Đấy, nếu mà bác nào mà thích cái biển này thì có thể giữ nguyên và có thể làm cái công chứng thôi nhá. Làm cái công chứng thôi, không cần phải sang tên. Còn thì bác nào mà có nhu cầu sang tên chính chủ thì bên em cũng sẽ hỗ trợ luôn nhá. Đấy, bây giờ em đang quay gần thì bác xem. Thì đây là cái đèn pha của xe, trang bị đèn bi siêu sáng luôn. Đấy, về nước sơn của xe thì các bác về không phải làm nhá. Đấy, sơn xi không có bị sứt, không bị chảy xước chỗ nào cả nhá. Đấy, có một vài điểm thì bên em đã đi tỉa tốt lại rồi.
đăng kiểm chiếc xe này có đến tháng 12 năm 2019 nhé, còn khá là dài, các bác mua về chưa cần phải làm vội. Đây, nhà em thì hiện tại là có hai chiếc nhé, hai chiếc như này luôn, một chiếc nữa thì màu trắng đang được dựng ở trong kia, ở trong góc cùng kia. Đây các bác xem nhé, đây chiếc 37A28463 đây. Đấy, nhà em hiện tại đang có hai chiếc này, và hiện tại là nhà em đang có 4 chiếc xe hai ma nhé. Đấy, thấy rằng là bán chiếc xe này các bác hỏi nhiều và mua nhiều, cho nên là em cũng nhập nhiều cái dòng này về bán cho các bác. Đấy, thì chiếc xe nào thì em bán tiền như thế, còn chiếc xe kia thì nó còn em có một chiếc ở trong bãi kia, xe nó còn rất là mới luôn, em bán giá cao hơn chiếc này một ít. Đấy, thì bác nào quan tâm đến những dòng xe này thì các bác đến cửa hàng nhà em nhé. Em hiện tại đang có hai chiếc. Đấy, và 4 chỗ thì em có chiếc hai ma M3. Đấy, giá bán cũng hơn 200 một tí thôi, giá thì cứ có xem xe và tính toán thương lượng. Đấy, và em có một chiếc xe hai ma S7 nữa, còn rất là mới luôn, đời 2015. Đấy, giá chiếc xe đấy là trên 300 triệu. Và nhà em thì còn rất là nhiều loại khác nữa, như dòng xe như là dòng xe Ford này, dòng xe Mac. Đấy, dòng xe Ford này, dòng xe Mac, rồi dòng xe BMW Open. Nói chung là dòng xe của Đức, với lại dòng xe của Pháp, của Nhật, của Mỹ. Đấy, dòng xe Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, xe rất là nhiều, Hàn Quốc. Đấy, thì em kinh doanh các loại ô tô cũ nhá, không trừ cái dòng nào cả. Và đặc biệt những dòng xe độc lạ nhà em rất là nhiều luôn. Nhiều khi các bác không thiết kế được, nhưng mà không tìm ngoài mắt ở đâu không thấy, nhưng mà nhà em như này đang có nhá. Đấy, rất là nhiều. Đấy, cho nên là bác nào mà đang quan tâm đến những dòng xe cũ thì các bác vui lòng nhấn đăng ký kênh. Nhớ đăng ký kênh để được cập nhật, để được theo dõi những mẫu video mới nhất của nhà em đăng lên nhé. Đây rồi, ok, bây giờ em sẽ quay cho các bác xem phần nội thất bên trong của chiếc xe hai ma này. Đấy, hai ma Prema, đời rất là cao, đời 2012, đúng không? Đời cao thì các bác biết rằng là cái vấn đề là cái chất lượng và về hình thức người ta thiết kế ra thì chắc chắn một điều rằng nó còn sẽ rất là đẹp và nó sẽ rất là bắt mắt, đúng không? Đây là cái tắp ni cửa, em sẽ quay cho các bác xem nhé. Đây là các tắp đi cửa bên lái đây, các bác xem. Đây, xe thì bằng nhựa xám đen và đã được dán bởi cái đề can này. Chủ trước người ta dán đề can cái màu xám xám này, còn màu của nó nguyên bản là cái màu này nhé, các bác nhé. Đấy, gương kính thì hoàn toàn chỉnh điện hết đây, các bác xem nhé. Quay thì thời tiết bây giờ nó đang hơi nắng vào lúc 2 giờ chiều. Thời tiết hiện tại miền Bắc đang lên tới 30 mấy độ cơ. Rất là nóng luôn. Đấy, đây là chi tiết em quay cho các bác xem nhé. Tất cả những con ốc của xe còn vàng ươm luôn, các bác xem. Đây, tất cả những con ốc của xe còn vàng ươm luôn nhé. Quay cho các bác xem một cách chi tiết nhất về chiếc xe này. Đây, tất cả con ốc đây các bác xem còn vàng ươm luôn. Xe giá cực kỳ là hợp lý, với hơn 200 triệu một tí thôi. Em đang bán giao bán là 240 triệu nhé. Còn anh em đến xem thì sẽ có tự sự tính toán thêm về giá cả. Đấy, chiếc xe này là nó được lắp thêm quả còi hú rồi nhé. Đấy, lắp thêm còi hú ở đây rồi. Đấy, cho nên là bác nào mà đi đường cần thiết sự hú thì các bác bấm vào đấy. Đấy, bấm vào khi cần thiết, đúng không ạ? Và đây là cái phần vô lăng của chiếc xe nhé. Đấy, phần vô lăng của chiếc xe đây, các bác xem. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí ở giữa, và có cả tích hợp phím điều khiển âm nhạc ở đây, tại chỗ cái điểm này. Đấy rồi, ok. Xe thì cái phần tăm lô của xe cũng đã được phủ bởi một cái tấm thảm này để cho gọi là chống nắng, để chống bạc màu, đúng không ạ? Ở đây là phần tấm lô, tổng thể phần tấm lô của xe nhé. Xe được trang bị màn hình camera lùi đầy đủ hết nhé. Đấy, bác nào mua về thì không cần phải độ thêm cái vấn đề là âm thanh nữa, đúng không ạ? Đây là hộp số tự động, rồi cũng giới thiệu rồi, đúng không ạ? Hộp số tự động bản zig zag. Đấy. Rồi, đây là cái phần bên phụ nhá. Đấy. Đây là phần trần của xe đây, các bác xem phần trần của xe nhá. Trần được bọc 3D rồi. Đấy, nhìn nó rất là sạch, rất là sáng luôn. Đúng không? Đấy, đây là phần trần này. Quay cho bác xem nhá, đây là phần cửa lốc nhá. Cửa lốc còn hoạt động rất là tốt, cửa lốc khá là rộng, đúng không? Và còn hoạt động rất là trơn tru. Đây là phần nóc của xe nhé các bác. Đấy. Xe này được trang bị một bộ ghế da đen. Ghế da đen nguyên bản theo xe nhé, chứ không phải ghế da bọc lại nhé. Đấy, đây là ghế da zin nguyên bản của xe, của nhà máy luôn. Da công nghiệp.
nhìn cái bộ da rất là sang trọng đúng không? Thì đây là cái hộp đồ và cái chỗ phanh tay. Đây ghế da nhé, ghế da quay cho các bác xem toàn bộ cái phần ghế da của cái chiếc xe này. Hàng ghế trước thì em sẽ quay hàng ghế sau cho các bác xem. Hơi lắng một chút cho nên là đôi khi có một vài chỗ nó hơi lóa đúng không? Đây là phần cột của xe này. Gioăng chỉ của xe còn khá là đẹp. Lốp của xe còn tương đối là dày nhá. Đây, lốp của xe các bác xem nhé. Đây lốp xe và la răng đây, la răng. Phanh đĩa phanh ABS là 4 bánh luôn. Ở đây là cái phần tắp ni cửa đằng sau. Đằng sau bên lái. Các bác xem em quay gần nhé. Đây em quay gần. Quay gần cho các bác xem nhé. Cái phần tắp ni cửa em thấy là còn khá là tươi. Khá là tươi và khá là sáng. Không bị chảy xước nhiều đúng không? Không bị chảy xước và cũng không bị vỡ lứt gì. Đấy. Còn đây em quay cho các bác xem cái phần vách cửa và cái sàn và cái ghế của xe nhé. Đấy, ghế của xe thì còn tương đối là đẹp luôn. Các bác xem đây đúng không? Ghế của xe tương đối là đẹp. Còn khá là mới đúng không? Đây là phần vách cửa xe đây. Các bác xem nhé. Đấy, phần cái khóa cửa này còn những con ốc đúng không? Còn nguyên zin hết. Và còn rất là đẹp, rất là sáng luôn. Đây là phần vách cửa nhá, quay các bác xem luôn nhá. Đây là sàn này, sàn được bọc da và được lót thảm rồi. Đây em quay cái phần ghế cho các bác xem luôn. Đấy, ghế rất đẹp luôn, đúng không? Đây là hàng ghế giữa nhá, thì em sẽ quay hàng ghế thứ ba cho các bác xem. Hàng ghế thứ ba thì nó là sau cùng, đúng không? Đây chính là cái hàng ghế thứ ba nhá. Hàng ghế này thì cũng còn tương đối là đẹp và cái số chỗ ngồi là hai chỗ nhưng mà các bác có thể là ngồi ba người. Nếu mà ba người lớn, ba người nhỏ thì vẫn ngồi vừa, còn ba người mà béo thì ngồi hơi chật một chút. Đấy, còn trẻ con thì thoải mái rộng rãi rồi đúng không ạ? Đấy, cho quay cho các bác xem. Chiếc xe này của em thì nó cũng gọi là ở mức độ đẹp vừa phải thôi chứ không đẹp bằng cái chiếc xe kia nhá. Nhà em chạy hiện tại đang có hai chiếc. Một chiếc kia thì nó đẹp hơn. Tất nhiên là chất lượng thì nó vẫn còn đảm bảo. Nó chỉ là cái hình thức thôi. Cái hình thức bên ngoài thì đôi khi là nó một số chỗ nó hơi bẩn với lại nó hơi xước xát một chút. Đấy, còn về chất lượng của chiếc xe này cũng còn khá là đảm bảo. Chỉ có điều là nó không đẹp bằng cái chiếc kia của em thôi, chiếc xe màu trắng. Đấy, bác nào quan tâm thì cứ đến xem xe trực tiếp hai chiếc xe này của em nhé. Được cảm nhận, chạy thử cảm nhận luôn. Đấy, sơn xi chiếc xe này cũng còn tương đối là đẹp. Đấy, đây là phần đuôi của xe này. Đấy, đèn của xe thì còn tương đối là mới luôn. Đây các bác xem đúng không? Xe được trang bị màn hình camera lùi đầy đủ. Đây là chính là camera của xe nhé. Cái chiếc xe kia thì không có camera. Đấy, chiếc xe này thì được trang bị màn hình camera rồi. Và được trang bị 4 cái cảm biến ở dưới. Các bác xem có 4 cái mắt ở dưới đúng không ạ? Xe cũng khá là tươi sáng luôn. Và đây là phần đèn tiếp theo. Quay cho các bác xem nhé. Ở đây thì các bác có thể là cái cốp này các bác có thể là mở như kiểu xe Innova đấy. Mở phát nó sẽ dựng lên. Cái cốp mở phát nó dựng lên rất là cao, rất là rộng rãi để cho các bác đưa đồ vào. Đấy. Trên nóc được trang bị có cả giá nóc đồng hoàng hết nhé. Đây, lốp 4 quả thì còn tương đối là dày. Tương đối là dày. Tất nhiên là nó còn mới nhưng còn gọi là tương đối là dày. Đây các bác xem quay từ bên phụ sang. Và đây là phần tắp ni cửa nhé. Đấy. Ở đây thì có một cái tay cửa nó bị gãy nhá. Cũng chia sẻ thật với các luôn, không luôn chứ không phải là giấu giếm gì. Đấy, chính cái tay cửa này thì bên em đang đặt về rồi. Đang đặt về thì trong buổi chốc là bọn em lắp vào là xong rồi. Chưa lắp vào nhá, quên em chưa lắp. Đấy, hàng đang trên đường về. Cho nên là em cứ quay đây cho các bác xem. Còn cái đấy lắp rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Đang trên đường về rồi. Chốc em lắp vào và trong vòng mấy phút đồng hồ là xong. Các bác đến xem xe là sẽ hoàn chỉnh hết nhá. Đấy. Em đang quay cho các bác xem cái phần nội thất của chiếc xe Hai Ma nhé. Đấy. Đây là tổng thể cái phần táp lô của xe này, các bác xem. Đấy, phần táp lô nhìn cũng khá là thời trang và cũng khá là phong cách đúng không? Đây là phần cửa lốc. Tất cả những chức năng của chiếc xe này còn hoạt động tương đối là tốt luôn.
các bác mua về không về làm gì nhé, mua về là sử dụng ngay thôi, không phải làm gì. Đấy, đây là cái phần cánh cửa đằng bên lái nhé, các bác xem nhé. Đấy, quay cho các bác xem cái phần bên trong của xe từ bên phụ đi vào. Đấy, ok, cũng khá là tương đối chi tiết rồi đúng không ạ? Cửa đóng cũng khá là chắc chắn luôn. Đây, lốp của xe đây, quay cho các bác xem cả 4 quả luôn. Đấy, đây là đẹp. Ngọn đèn bi trang bị siêu sáng luôn. Rồi ok. Đấy, tiếp theo em sẽ quay cho các bác xem cái phần tiếp theo, phần cuối cùng của xe, đây là cái phần máy. Phần máy của xe nhé, thì bỏ ra hơn 200 triệu thôi thì các bác có thể là mua được một chiếc xe 7 chỗ khá là đẹp và khá là tiết kiệm cho gia đình nhà mình. Còn đây em quay cho các bác xem cái phần máy của xe nhé. Đấy, đây là phần máy của xe, máy thì hơi bẩn một chút thôi đúng không, nhưng cũng không thể tránh được đúng không. Trong 5 tháng thì những chiếc xe đi mình sử dụng thì đất cát nó bắn lên, nó bụi lên thì không thể tránh được nó bẩn đúng không. Rồi đây quay cho các bác xem cái phần máy nhé. Máy thì rất là khô ráo, nó rất sạch sẽ luôn, nó chỉ bẩn thôi, rất là khô ráo, rất là sạch sẽ. Máy nổ rất là êm, êm ru luôn. Các bác đứng bên cạnh còn không nghe tiếng máy luôn. Đấy, đây là cái phần máy của xe đây, quay gần sát tiếp cho bác xem. Rồi ok. Về máy thì em đảm bảo các bác luôn là máy rất là ngon. Chiếc xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm rằng là xe không bị tai nạn nặng nhá, không ngập nước, và mua về là sử dụng luôn. Xe hoạt động rất là tốt, máy số thì đảm bảo các bác luôn là còn ngon. Đấy, gầm bệ chắc lịch luôn, tất cả chức năng hoạt động hết đủ cả. Đấy, và thân vỏ rất đẹp, không han mòn, sơn xi sạch sẽ. Mua về các bác sử dụng luôn nhá, không phải làm gì nhá. Đấy, tất nhiên là các bác về mình độ thêm đồ hoặc là mình làm kỹ lên thì em không nói, nhưng mà về cơ bản của xe thì không phải làm gì. Đấy, các bác về chỉ là vệ sinh sạch sẽ thôi là ok rồi, tất cả mọi chức năng hoạt động tốt luôn. Hình thức thì em quay rồi đúng không? Ok, cảm ơn bác đã quan tâm đến video này của em, và cảm ơn các bác đã ủng hộ em suốt trong thời gian qua. Đấy, hiện tại thì em đang bán những chiếc xe này, và thời gian tới em sẽ nhập thêm một số dòng xe khác về bán. Đấy, quay cho các bác xem thêm nhé. Thì nhà em hiện tại em quay giới thiệu thêm cho các bác xem. Đây là em mấy mẫu xe ít tiền thì không nói, những chiếc xe này, mấy chiếc xe này là dưới 100 triệu. Còn em đang có một chiếc xe cũng trên 200 triệu, chính là chiếc xe Innova. Nhà em hiện tại rất là nhiều xe 7 chỗ nhá. Đang có hai chiếc xe Innova bản Z 5G như chiếc xe này. Đấy, như chiếc xe này là một chiếc xe Innova form mới đời 2008 bản Z 5G, nâng đủ luôn. Tất cả mọi chức năng hoạt động rất là tốt. Giá bán 245 triệu. Và em đang có mấy chiếc xe 7 chỗ nữa nhé. Đấy, chiếc này là 4 chỗ thì em sẽ quay riêng nhé. Chiếc này em vẫn đang để sử dụng. Đấy, vì chiếc xe này rất là tốt và số lượng đi rất là lành, thấy đi rất là hay cho nên em vẫn chưa bán. Đấy, thì em hiện tại đang có mấy chiếc xe 7 chỗ nữa thì bên kia đường nhé. Đấy, bên kia đường là một chiếc xe Innova nữa nhé. Chiếc xe này thì đời thấp hơn chiếc xe kia một chút. Đấy, biển 29 Hà Nội. Đấy, chiếc xe này biển 29 Hà Nội nhé, cũng là 7 chỗ luôn, xe rất là đẹp. Đấy, cũng nâng đủ luôn. Chiếc xe này là chiếc xe Innova nhé, 7 chỗ. Đấy, xe cũng khá là đẹp, khá là tươi, khá là mới luôn, đi các bác xem còn cực đẹp luôn. Mà giá bán chiếc xe này chỉ có 225 triệu thôi. Đấy, rất đẹp luôn, rất tươi, rất mới. Đấy, các bác xem nhé, rất tươi, rất mới luôn. Trần đi, hai dàn lạnh luôn, ngà đăng đúc, màn hình cứ đầy đủ hết. Chỉ có 225 triệu một chiếc xe Innova cho các bác về nhà sử dụng, chạy dịch vụ hoặc là chạy gia đình, chạy lễ hội, chạy du lịch, chạy chở gia đình đi biển đúng không? Mùa hè này đúng không? Đấy, thì đây có một chiếc xe gầm cao nhưng nó là 5 chỗ. Chiếc xe này em bán 160 triệu, xe rất đẹp luôn đúng không? Đấy, thì em đang giới thiệu cho các bác xem vài chiếc xe 7 chỗ, còn những chiếc xe 4 chỗ thì em giới thiệu sau vào cái video khác nhé. Các bác cứ nhấn đăng ký kênh để được theo dõi, để được xem những mẫu video khác của em đăng lên.
và từng chiếc xe một em sẽ có một chiếc video riêng. Và đây là chiếc xe hai ma, cũng là hai ma nhé, nhưng chiếc này là nó là 5 chỗ, số tự động, máy 1.8, đời 2015, xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, xe rất tiết kiệm nhiên liệu, đời rất là cao, form dáng rất là đẹp. Đấy, chiếc xe này là có người đặt cọc rồi nhá, chiếc xe Audi này. Đấy, và đây em có một chiếc xe 7 chỗ nữa nhá, giá chiếc xe này là 155 triệu thôi. Đấy, Mitsubishi Johnny của Nhật, xe đời cao, rất là cao và cực đẹp luôn. Và chiếc xe này thì vừa em cũng giới thiệu qua đây. Đây một chiếc xe 7 chỗ và giá tiền chiếc xe này cao hơn chiếc xe kia một chút nhá, vì chiếc xe này nó còn quá đẹp và còn quá mới. Đấy, các bác nào mà quan tâm thì cứ alo cho em và em sẽ có video và có hình ảnh riêng gửi cho các bác nhá. Đấy, ok, trời hơi nắng một chút, em xin tạm dừng video tại đây. Các bác cứ nhớ đăng ký kênh để được cập nhật những mẫu video khác em đăng lên. Ok, cảm ơn các bác nhá.